Cái gì vậy? Không mời người ta ăn thì thôi, tại sao lại đánh người ta chứ? Thật là vô liêm sỉ. Cái gì? Vô liêm sỉ à? Ta sẽ còn vô liêm sỉ hơn đó. Nè, ngươi tính làm cái gì vậy? Ta la lên đó. Phải rồi, tiểu thư, la lên cho người ta đến cứu đi. La lên đi, la lên đi tiểu thư, ta la đây. La rồi đó. Trời ơi, tiểu thư à. Nếu tôi la như vậy rồi ai mà tới cứu được hả? Tiểu thư mà càng la, ta càng thấy phấn cái tim à.